Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Nổ lớn tại căn cứ dân quân thân Iran ở Iraq. Căn cứ gần Baghdad của lực lượng tổng động viên Liên minh vũ trang thân Iran tại Iraq bị tập kích nhưng chưa rõ bên nào tiến hành. Quan chức Bộ Nội vụ Iraq cho biết vụ nổ lớn xảy ra vào đêm 19 tháng 4, rạng sáng ngày 20 tháng 4 ở căn cứ Canso của lực lượng tổng động viên Iraq PMF, cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam, khiến một người thiệt mạng và 8 người bị thương. Video trên mạng xã hội cho thấy đám cháy và cột khói lớn bốc lên tại căn cứ Canso trong đêm. Vụ nổ đã gây thiệt hại vật chất và thương vong. Chúng tôi đang tiến hành điều tra, PMF ra thông cáo cho hay. Hai nguồn tin an ninh của Iraq nói rằng đây là hậu quả của một cuộc không kích, nhưng chưa rõ bên nào tiến hành. Một quan chức quân đội Iraq nói rằng kho chứa thiết bị tại căn cứ đã phát nổ và ngọn lửa vẫn chưa được kiểm soát. Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM, đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, phủ nhận thông tin Washington liên quan tới sự việc. Chúng tôi không tiến hành cuộc không kích nào ở Iraq trong ngày, cơ quan này cho hay. PMF là liên minh dân quân do chính phủ Iraq hậu thuẫn, được thành lập từ năm 2014 nhằm phục vụ cuộc chiến chống phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Mạng lưới này bao gồm khoảng 67 nhóm vũ trang hoạt động trên lãnh thổ Iraq với tổng cộng khoảng 230.000 dân quân, phần lớn là các nhóm Hồi giáo Shiite cùng với các lực lượng Hồi giáo Sunni, Thiên Chúa giáo và dân tộc thiểu số Yazidi. PMF về lý thuyết là một phần của lực lượng vũ trang Iraq và nằm dưới quyền chỉ huy của Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani, người giữ cương vị Tổng chỉ huy quân đội. Tuy nhiên, PMF cũng được coi là nhóm vũ trang Shiite chịu chi phối bởi Iran, có nhiều hoạt động lệch khỏi chủ trương của Baghdad. Iran cảnh báo khiến Israel phải hối hận nếu trả đũa. Iran cảnh báo sẽ đáp trả ngay lập tức và ở mức tối đa nếu Israel hành động đi ngược lại lợi ích của quốc gia Trung Đông. Những gì xảy ra đêm qua không phải là một cuộc tấn công. Chúng giống đồ chơi mà con cái chúng tôi chơi hơn, không phải là máy bay không người lái. Ngoại trưởng Iran Hossein Amiradollahian cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC News ở New York, nơi ông đang tham dự phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 19 tháng 4. Chừng nào Israel không còn chủ nghĩa phiêu lưu mới chống lại lợi ích của chúng tôi sẽ không có bất cứ phản ứng mới nào, ông nói. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Amiradollahian cảnh báo nếu Israel tấn công Iran, Tehran sẽ phản ứng nhanh chóng và quyết liệt. Nếu Israel thực hiện hành động quyết đoán chống lại đất nước của chúng tôi, và điều này đã được chứng minh cho chúng tôi thấy, chúng tôi sẽ phản ứng ngay lập tức và ở mức tối đa và khiến họ sẽ phải hối hận, nhà ngoại giao Iran nói thêm. Căng thẳng gần đây giữa Israel và Iran bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 khi Iran cáo buộc Israel ném bom tòa nhà lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damas của Syria, khiến hai tướng lĩnh và 5 sĩ quan trong lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Iran đã có động thái đáp trả 12 ngày sau đó, tiến hành một cuộc tấn công quân sự trực tiếp chưa từng có vào Israel với hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái. Tuy nhiên, vụ tấn công không gây ra thiệt hại đáng kể. Gần như tất cả tên lửa và máy bay không người lái đều bị Israel, Mỹ và các lực lượng đồng minh khác đánh chặn. Ngoại trưởng Amiradollahian cho biết cuộc tấn công nhằm vào mục đích cảnh báo. Chúng tôi có thể tấn công Haifa và Tel Aviv. Chúng tôi cũng có thể nhằm vào mục tiêu và tất cả các cảng kinh tế của Israel, ông nói. Tuy nhiên, làn danh đỏ của chúng tôi là dân thường. Chúng tôi chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự, ông Amiradollahian nói thêm. Mặc dù Israel đã bị mắc kẹt trong cuộc xung đột bóng tối với Iran trong nhiều thập niên, với việc Iran được cho là trang bị vũ khí và huấn luyện cho các lực lượng ủy nhiệm đối đầu với Israel ở Liban, Syria, Yemen và dải Gaza. Nhưng cuộc không kích mới đây của Iran đánh dấu lần đầu tiên Tehran tiến hành một cuộc tấn công quân sự công khai vào Israel. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Israel kiềm chế và không tiến hành một cuộc tấn công trả đũa vì lo ngại nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến toàn diện giữa hai đối thủ lâu năm. Truyền thông phương Tây đưa tin, Israel dường như đã đáp trả cuộc không kích của Iran khi tập kích một sân bay quân sự gần thành phố Isfahan ở miền trung Iran vào tối ngày 18 tháng 4. Theo truyền thông nhà nước Iran, các cơ sở hạt nhân trong khu vực không bị hư hại và không có báo cáo về thương vong. Hầu hết các quan chức Israel đều im lặng về vụ tập kích vào Iran. Các chuyên gia cho biết, phạm vi hạn chế của cuộc tập kích và việc các bên không đưa ra tuyên bố công khai sau đó dường như cho thấy rằng cả hai bên đều đang tìm cách giảm bớt căng thẳng. Ngón đòn mới của Ukraine, tập kích tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Nga. Sau khi tập kích căn cứ hải quân Nga, nay Ukraine lại tăng cường tập kích căn cứ không quân Nga sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS. Ukraine và phương Tây hy vọng điều này có thể thay đổi cục diện chiến trường theo hướng có lợi cho họ. Ukraine dùng tên lửa đạn đạo đánh thẳng vào sân bay quân sự Nga. Thông tin gần đây cho thấy các tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp đã được Ukraine sử dụng để tập kích sân bay Donetsk của Nga ở vùng Bắc Crimea. Đòn đánh mới này cho thấy vai trò trọng yếu của tên lửa đạn đạo tầm xa trong cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine. Cụ thể ở đây là giúp Ukraine đánh sâu vào lãnh thổ do Nga kiểm soát.
Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine GUR hôm 18 tháng 4 năm 2024 thông báo rằng vụ tấn công nói trên vào sân bay Donetsk đã làm hư hại 4 bệ phóng tên lửa, 3 trạm radar và các khí tài khác. GUR cho biết thêm số máy bay bị đánh trúng hoặc bị phá hủy do cuộc tập kích vào hôm 17 tháng 4 đang được làm rõ thêm. GUR mô tả cuộc tập kích này là thành công nhưng họ không cung cấp chi tiết nào về vũ khí được sử dụng cho cuộc tấn công. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cảm ơn các quân nhân tham gia vào vụ tấn công chính xác này. Truyền thông Ukraine thông báo có một số vụ nổ tại sân bay trong đêm. Video lan truyền trên mạng Internet cho thấy ngọn lửa bùng cháy tại căn cứ quân sự nói trên. Sân bay này được cho là nơi chứa một lượng lớn máy bay chiến đấu của quân đội Nga cùng cơ sở hạ tầng hỗ trợ, bao gồm các hệ thống phòng không F-400 hiện đại của Nga, thiết bị dùng để bảo vệ lực lượng Nga trên bán đảo Crimea. Phía Nga hiện vẫn chưa công khai bình luận về vụ tấn công này. Theo Rai 3, một blogger quân sự Nga nổi tiếng, các lực lượng Ukraine đã sử dụng khoảng 12 tên lửa thuộc hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATAC-MS do Mỹ sản xuất để tấn công mục tiêu trên. Trước đó, quân đội Ukraine đã thực hiện các cuộc không kích bằng ATAC-MS vào căn cứ không quân Nga ở những vùng Nga mới kiểm soát, bao gồm căn cứ Berdyansk trong tỉnh Zaporizhia và các tỉnh ở Lugansk. Kỳ vọng làm suy giảm đáng kể năng lực không kích của Nga. Tên lửa đạn đạo chiến thuật này mang lại cho Ukraine năng lực tấn công tầm xa linh hoạt và nhanh chóng. Nó trước đó đã giúp Ukraine đánh sập cầu, vô hiệu hóa các trận địa tên lửa đất đối không của Nga, cũng như đánh chìm một số tàu hải quân, gây hư hại cho cơ sở chỉ huy và kiểm soát của đối phương. Với tốc độ tối đa lên xấp xỉ là Mach 3, tên lửa này nhanh hơn nhiều so với các tên lửa hành trình bao gồm Storm Shadow do Anh sản xuất và đặc biệt là các mục tiêu quan trọng nhạy cảm về mặt thời gian. James Bospotinis, một chuyên gia về phòng thủ và quan hệ quốc tế nói, các hệ thống tấn công tầm xa như ATAC-MS và Storm Shadow có thể được sử dụng để tấn công các cơ sở trọng yếu của Nga trên bán đảo Crimea. Thực tế chỉ ra những cuộc tấn công như vậy và các căn cứ của hạm đội Biển Đen đã buộc Nga không thể tiếp tục đặt lực lượng này tại đó nữa. Vẫn lời chuyên gia Bospotinis, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cung cấp các năng lực khác nhau và các lợi thế cụ thể trên các mục tiêu cụ thể. Sử dụng cả hai sẽ nâng cao sự linh hoạt tác chiến. Mỹ được cho là đã cung cấp khoảng 20 trong số các phiên bản ATAC-MS đời cũ hơn cho Ukraine vào tháng 10 năm 2023 và số vũ khí này được triển khai nhanh chóng trên chiến trường. Khi đó, Oleksiy Danilov, cựu thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine bình luận rằng các tên lửa này đã vượt quá sự mong đợi. Biến thể ATAC-MS trước đó được biết đến với cái tên là M39 Block E, có tầm bắn khoảng 160 km, phiên bản mới nhất thì có thể tầm bắn lên tới 305 km. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ xuất các tên lửa ATAC-MS mới hơn với tầm bắn xa hơn sang Ukraine nhằm giúp nước này thay đổi cục diện xung đột với Nga trong 25 tháng qua. NBC News trích dẫn lời quan chức quốc phòng ở Washington hồi tháng 2 năm 2024 cho biết Mỹ đang cân nhắc gửi các phiên bản ATAC-MS mới hơn cho Ukraine nếu Quốc hội Mỹ phê chuẩn gói viện trợ mới cho quốc gia Đông Âu này. Tiến sĩ Bospotinis nói, cung cấp các biến thể tầm xa 300 km của tên lửa này sẽ giúp Ukraine đánh vào các mục tiêu Nga ở bất cứ nơi đâu trong khu vực của Ukraine mà hiện nay do Nga kiểm soát. Gói viện trợ của Mỹ cho Ukraine trị giá 61 tỷ đô la Mỹ đã bị đình lại trong nhiều tháng qua do phản hồi từ phe Cộng hòa. Tuy nhiên, một dự luận mới do Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson soạn thảo có bao gồm một điều khoản cho phép chính quyền ông Biden cung cấp cho Ukraine tên lửa ATAC-MS càng sớm càng tốt. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.